Thanh niên xin vé kim cương hột mít, bà Phương Hằng cười tích. Được đến gần và tiếp cận viên kim cương 50 tỷ, thanh niên vuốt lấy vuốt để, xin vía giàu sang khiến CEO Phương Hằng cười tích mắt. Những ngày qua, bà Phương Hằng xuất hiện ở khu du lịch Đại Nam để tiếp đón người hâm mộ, khiến du khách nức lòng. Hàng trăm người có mặt để chiêm ngưỡng nhan sắc và sự giàu sang của bà Tổng Đại Nam ngoài đời thực. Không để dân tình thất vọng, CEO Đại Nam diện hẳn hai bộ kim cương, một màu vàng, một màu trắng. Hai tay đeo hai chiếc nhẫn kim cương hột mít trị giá 50 tỷ, khiến ai cũng trầm trồ, ngưỡng mộ. Khi có mặt tại đây, bà Phương Hằng tỏ ra rất thân thiện, sẵn sàng giao lưu với mọi người, khiến không khí chẳng khác gì một buổi fan meeting của các ngôi sao. Nhiều người hỏi bà về những drama trong suốt gần một năm qua, có người lại tranh thủ xin vía giàu sang của bà chủ Đại Nam. Cụ thể, một clip ghi lại cảnh chàng trai trẻ tuổi chạy lên sân khấu xin vía kim cương hột mít của CEO Phương Hằng đang lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội. Khi được thanh niên đề nghị, bà Phương Hằng vui vẻ trêu đùa. Cô có đẹp không? Con nhìn vào mắt cô xem, có nói thật không? Chàng trai vội vã trả lời, đẹp cô, con nhìn cô nãy giờ. Sau khi được bà Tổng Đại Nam gật đầu đồng ý, chàng trai vội chạm vào chiếc nhẫn kim cương rồi vuốt lấy vuốt để lên đầu và người để lấy vía. Ngoài ra, ở phía sân khấu cũng nhiều người sờ lấy sờ để bàn tay có viên kim cương hột mít của nữ CEO. Nhân viên bán kem, khu du lịch 6.000 tỷ Đại Nam công khai doanh thu cực khủng trước tin đồn ế khách. Bán kem ở Đại Nam mà giàu quá trời giàu nè quý vị. Cách đây không lâu, bà Phương Hằng đã khiến không ít netizen choáng nặng khi tổ chức một buổi fan meeting tại phố đi bộ ở Đại Nam, qua đó đã chứng minh sức nóng khủng khiếp của nữ streamer 50 tuổi Bình Dương. Nhiều người còn nói đùa với nhau rằng, thời điểm này người ta tới Đại Nam chơi thì ít mà muốn gặp vợ chồng ông Dũng Lò Vôi thì nhiều. Trước đó trên mạng xã hội, khu du lịch Đại Nam đã gặp phải không ít điều tiếng, đặc biệt là có nhiều anti-fan của bà Hằng cho rằng Đại Nam ế khách và đã bán cho một đơn vị khác điều hành. Mới đây, một nhân vật được cho là nhân viên bán kem bên trong khu du lịch Đại Nam đã đăng clip phủ nhận hoàn toàn việc Đại Nam ế khách. Theo đó, một tài khoản TikTok đã đăng tải hình ảnh du khách tấp nập ra vào Đại Nam. Ngoài ra, đáng chú ý nhất là phần caption của phần video clip, người này viết: cho ai nói Đại Nam đóng cửa ít khách, hai ngày đầu mở cửa mà em bán lời nhàn hạ có 2 triệu à. Ngay lập tức, chia sẻ của nhân viên bán kem ở Đại Nam đã thu hút về không ít bình luận trên mạng xã hội. Nhiều người có mặt ở Đại Nam những ngày vừa qua cũng tiết lộ lượng khách đổ về đây tham quan vui chơi đông hơn trước rất nhiều. Trước đó, theo ghi nhận, Đại Nam ngày đầu tiên mở cửa chưa đông lắm vì thời điểm mở cửa còn trong ngày làm việc. Tuy nhiên, vào 2 ngày cuối tuần thì lượng khách tăng chóng mặt, đặc biệt là vào ngày mà CEO Đại Nam tổ chức fan meeting, nhìn lượng người đông mà choáng. Bà Phương Hằng tuyên bố sẽ đích thân đến thăm tỉnh thất bồng lai nếu ông Lê Tùng Vân không lên tiếng. Bà Phương Hằng tuyên bố nếu ông Lê Tùng Vân không lên tiếng thì sẽ đích thân đến thăm tỉnh thất bồng lai vào thứ năm này. Những ồn ào về tỉnh thất bồng lai có tên gọi khác là thiền am bên bờ vũ trụ đang khiến dư luận không khỏi hoang mang, không rõ thực hư khi các bên liên tục đấu tố nhau trên mạng xã hội. Giữa thời điểm căng thẳng, bà Nguyễn Phương Hằng mới đây đã có chia sẻ bất ngờ trên trang cá nhân. Theo đó, bà chủ Đại Nam cho biết nếu ông Lê Tùng Vân không lên tiếng, nữ doanh nhân sẽ đích thân đến thăm thiền am bên bờ vũ trụ vào thứ năm này. Cụ thể, bà Nguyễn Phương Hằng đã viết: quý vị ơi, nếu thầy ông nội không lên tiếng, thứ năm tôi sẽ thông báo chính quyền sẽ đến thăm thầy ông nội tại thiền am để học cách thành Phật nhé. Ngày mai tôi sẽ chính thức báo cho gia đạo thầy ông nội biết là tôi đi thăm, nói được làm được nhé quý vị. Chia sẻ này của bà Phương Hằng trên mạng xã hội nhanh chóng nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng. Trước đó, bà Nguyễn Phương Hằng cho biết sẽ thuê một đoàn bác sĩ đến tỉnh thất Bồng Lai để lấy mẫu xét nghiệm ADN ông Lê Tùng Vân và 10 người tại đây. Và nếu có thông tin sai lệch vu oan ông Lê Tùng Vân, nữ CEO sẽ tặng ông 20 tỷ để bù đắp danh dự. Sau đó, ông Lê Tùng Vân đã lên tiếng đồng ý xét nghiệm ADN, tuy nhiên chỉ với Lê Thanh Minh Tùng. Bà Phương Hằng tiếp tục lên tiếng gay gắt trước quyết định này và tuyên bố sẵn sàng đền bù 300 tỷ tiền danh dự cho ông. Đến nay, ông Lê Tùng Vân vẫn chưa lên tiếng gì thêm. Trong khi đó, phía anh Lê Thanh Minh Tùng, người khẳng định mình là con trai ruột của ông Lê Tùng Vân, vẫn liên tục tố những hành vi sai trái của cha ruột trên livestream. Anh cũng đồng ý xét nghiệm ADN với ông Lê Tùng Vân, với điều kiện tất cả thành viên tại tỉnh thất Bồng Lai đều phải xét nghiệm. Hiện tại, dòng chia sẻ của bà Nguyễn Phương Hằng đang nhận được sự quan tâm, bàn tán xôn xao trên mạng xã hội. Bà Phương Hằng nhắn nhủ đến YouTuber Quỳnh Như nên nghỉ làm YouTube đi.
Sau những tranh cãi trên mạng xã hội trong thời gian qua, bà Nguyễn Phương Hằng trong buổi trò chuyện mới nhất đã nêu ra một số quan điểm cá nhân về YouTuber Quỳnh Như. Trong buổi trò chuyện trực tiếp trên sóng livestream vào chiều ngày hôm nay, ngày 2 tháng 10, bà Nguyễn Phương Hằng đã bày tỏ quan điểm của mình trước những lý lẽ của YouTuber Quỳnh Như, từng là YouTube của kênh Lang Thang Đường Phố, khi cho rằng bà chủ Đại Nam có thể bị gài bẫy trong vụ lùm xùm xoay quanh tỉnh thất bồng lai hay còn có tên gọi khác là Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ. Trong buổi trò chuyện, bà Nguyễn Phương Hằng cho rằng Quỳnh Như chưa đủ tuổi để tham gia vào câu chuyện của bà trong thời gian qua. Tôi đi tìm chính nghĩa cho cộng đồng và đây là câu chuyện nhức nhối. Quỳnh Như không có quyền quyết định bất cứ điều gì mà tôi mới là người có quyết định trước nhất. Tôi chịu trách nhiệm với những đối tượng tôi đánh thẳng vào và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Đồng thời bà Phương Hằng cũng cho rằng cộng đồng mạng đã cổ vũ Quỳnh Như quá nhiều khiến cô gái ảo tưởng và mắc bệnh ngôi sao về những lý lẽ của mình. Những thuyết âm mưu, lập luận của Quỳnh Như luôn chụp mũ người khác, những lập luận có thể đúng, có khi lại đi quá xa. Giữa tôi và Quỳnh Như tự cho mình là người có ăn học, còn tôi chỉ học lớp 11 thôi, nhưng trải nghiệm đời của tôi hơn Quỳnh Như rất nhiều. Bên cạnh đó, bà đưa ra một lời khuyên chân thành là Quỳnh Như nên nghỉ làm YouTube đi. Vì Quỳnh Như cũng đã từng khoe khoang, gia thế khủng, bố mẹ giàu, làm YouTube không phải vì tiền, thì nên nghỉ YouTube đi. Quỳnh Như còn non và xanh lắm, sẽ không chịu được áp lực trong cuộc chiến drama này đâu. Hãy giữ lại những điều tốt đẹp nhất trong lòng của người hâm mộ Quỳnh Như. Không chỉ vậy, bà chủ Đại Nam cũng tiết lộ Quỳnh Như sau khi mắng xối xả bà đã nhắn tin xin lỗi, nhưng bà không trả lời do đã bị đụng đến lòng tự trọng. Bên cạnh đó, tiến sĩ luật sư Đặng Anh Quân cũng đã có một lời khuyên chân thành là khuyên Quỳnh Như hãy ngưng một thời gian và ngưng tham gia vào cuộc chiến drama này vì cái tôi của Quỳnh Như còn quá lớn. Cha mẹ của cô gái quy y ở tỉnh thất Bồng Lai được mời xuất hiện trong buổi giao lưu ở Đại Nam của bà Phương Hằng. Mới đây xuất hiện trong buổi giao lưu của bà Phương Hằng cùng người hâm mộ tại Đại Nam là cha mẹ của Diễm My, cô gái quy y ở tỉnh thất Bồng Lai đang được tìm kiếm rầm rộ trong thời gian qua. Cụ thể, phụ huynh và chị họ của Diễm My đến buổi giao lưu của bà Phương Hằng để chia sẻ thêm về câu chuyện liên quan đến vụ việc Diễm My quy y ở tỉnh thất Bồng Lai và kêu gọi mọi người giúp đỡ tìm kiếm tung tích của cô. Theo đó, phụ huynh của Diễm My đã lên tiếng kêu gọi mọi người giúp đỡ tìm kiếm nơi ở hiện tại của con gái họ và lời hứa sẽ trao tặng 1 tỷ đồng. Nếu như ai tìm được ra Diễm My thì liên lạc với gia đình và cơ quan công an gần nhất thì tôi sẽ treo giải thưởng 1 tỷ đồng. Bà Phương Hằng góp ý thêm, tốt nhất là khi tìm thấy Diễm My nên tìm mọi cách báo cho công an, giữ Diễm My lại và thông báo cho gia đình, giải thưởng 1 tỷ thì phải kèm theo điều kiện đó. Họ phải giữ Diễm My và gửi hình ảnh cho anh chị thì anh chị hãy đến đó. Ngoài ra, mẹ của Diễm My cũng đã gửi lời rất xúc động đến con gái của mình. Cho dù con có nói gì đi chăng nữa thì con cũng là một đứa con bị gặp nạn. Mẹ mong con sẽ vượt qua nghiệp chướng này, quay về với cha với mẹ đi con. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.